Lịch nghề tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ tư, ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Dần hôm nay được tam hợp cục che chở, gặp nhiều điều may mắn ngoài mong đợi. Hôm nay, đường tình duyên của con giáp này vô cùng thuận lợi, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé! Tử vi tuổi Tý, Tý Ngọ tương xung, xem bói tử vi, người tuổi Tý hôm nay dễ nóng giận thất thường, không kiểm soát được cảm xúc của mình. Điều này có thể khiến cho bản mệnh gây ra những tổn thương cho người mình yêu. Thêm vào những xui xẻo trong ngày là sự xuất hiện của kiếp tài. Con giáp này khó có thể giữ được tiền bạc trong tay khi mà họa phá tài ập tới. Bản mệnh tiêu xài hoang phí, không cân đối được các khoản thu chi. Hôm nay, tài thần ở hướng Tây, nếu bản mệnh muốn giảm bớt những thiệt hại về đường tài lộc của mình thì có thể xem xét đến yếu tố này, hãy cố gắng hết sức mình khi chưa quá muộn. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim, đề phòng mất tiền mất của. Tử vi tuổi Bính Tý, Thủy, cần có kế hoạch thu chi rõ ràng. Tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, không kiềm chế được bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý, Mộc, có những quyết định sai lầm. Con số may mắn 1, 3, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lục, trắng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, xem tử vi ngày 17 tháng 10 năm 2018, người tuổi Sửu hôm nay dễ gặp phải những chuyện bất đồng ý kiến với người thân của mình. Sửu Ngọ tương hại, đôi bên không thống nhất được ý kiến, dẫn đến tranh cãi. Có vấn đề gì thì hãy bình tĩnh xem xét để tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Ai cũng có chính kiến, nhưng cần phải lắng nghe xem đối phương muốn nói điều gì trước khi phản bác, đừng quá nóng vội. Chính quan sẽ giúp cho bản mệnh tập trung hơn vào công việc, nhờ thế mà gặt hái được không ít thành công. Tuổi Sửu có những mục tiêu của riêng mình và không ngừng cố gắng vì mục tiêu đó. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, nhiều chuyện ngoài ý muốn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, không đạt được thỏa thuận. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, công danh rạng rỡ. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, thời cơ tự mình tiến bước. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, đôi bên cần bình tâm lại. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần, xem tử vi ngày 17 tháng 10 năm 2018, người tuổi Dần hôm nay được tam hợp cục che chở, gặp nhiều điều may mắn ngoài mong đợi. Hôm nay, đường tình duyên của con giáp này vô cùng thuận lợi, dễ dàng tìm được người tâm đầu ý hợp với mình. Thực thần ghé thăm, mang tin vui về tài lộc cho tuổi Dần. Bản mệnh làm ăn kinh doanh vô cùng thuận lợi, nhờ thế mà tiền bạc thu về không hề ít chút nào, có khả năng mở rộng lĩnh vực kinh doanh. Hôm nay là ngày trực thành, tốt cho việc khai trương. Nếu mệnh chủ có ý định mở rộng quy mô kinh doanh hay chuyển sang lĩnh vực mới, thì hôm nay là ngày thích hợp để tiến hành kế hoạch. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, đừng tự gây khó khăn cho mình. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, mạnh dạn làm theo điều mình muốn. Tử vi tuổi Mậu Dần, Thổ, tình cảm ngày càng thăng hoa. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, có nhiều điều cần phải quyết định. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, tiền bạc không phải là vấn đề. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường đen, vàng. Quý nhân phù trợ, người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Mão, tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy cục diện tương phá đang ảnh hưởng rất nhiều đến vận trình thứ tư này của người tuổi Mão. Tiền bạc tiêu hao nhanh chóng, có nhiều chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát của bản mệnh. Những quyết định đầu tư đưa ra hôm nay quá vội vàng và bốc đồng, nó có thể làm hại đến con giáp này. Bản mệnh nên thận trọng trước khi nghe lời khuyên của người Canh Tý, Bính Thìn, cẩn thận kẻo bị lừa gạt. Thương quan cũng là dấu hiệu cảnh báo về những sai sót mà con giáp này mắc phải trong công việc. Đầu óc vẩn vơ nghĩ nhiều, rối bời với những vấn đề khác biệt khiến cho bản mệnh không tập trung nổi. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, sai sót không thể tránh được. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa,
cần giữ cái đầu lạnh. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, đừng để mình mắc lừa. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, hãy tập trung làm việc. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, chớ nên suy nghĩ quá nhiều. Con số may mắn 29. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Theo dõi tử vi thứ tư của 12 con giáp, thiên quan xuất hiện trong vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn, khiến cho con giáp này gặp nhiều khó khăn trong việc khẳng định vị trí của mình. Bản mệnh không gặt hái được thành công trong công việc, nhưng lại có được kết quả bất ngờ trong đường tình duyên, tình cảm giữa bạn và người ấy tiến triển nhanh chóng ngoài mong đợi. Có thể hôm nay sẽ là thời điểm để cả hai nâng cấp mối quan hệ của mình. Thứ tư này là ngày trực thành, tốt cho giá thú, bản mệnh có thể xem xét để đưa người ấy về ra mắt hai bên gia đình. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, nếu đã yêu thì đừng ngần ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, tiểu nhân có thể gây chuyện. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, cần đề phòng những bất trắc. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, có nhiều vấn đề cần bàn bạc. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, tin vui tới tấp báo về. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: vàng, nâu. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ. Với người tuổi Tỵ, hôm nay là ngày mang đến nhiều niềm vui cho con giáp này. Trước hết là chuyện tình cảm có những dấu hiệu chuyển biến tích cực khi mà đôi bên đã hiểu nhau hơn và quyết định bước thêm bước nữa. Thiên tài bảo vệ những nguồn thu nhập tăng vọt hôm nay của người tuổi Tỵ. Người làm công ăn lương có thể sẽ được người quen giới thiệu cho nghề tay trái, nhờ thế mà tăng thu nhập cho chính mình. Người làm kinh doanh nếu có kế hoạch khai trương mở cửa hàng thì có thể xem giờ tốt để tiến hành. Hôm nay là ngày trực thành, có lợi cho việc khai trương, giúp cho tài lộc tăng tiến, mở đầu tốt đẹp hơn. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, đường tình duyên vượng sắc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, tìm thấy người tri kỷ. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, có thể sẽ có thu nhập tăng vọt. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, đừng bỏ lỡ cơ hội. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, nhiều lúc phải nhanh tay nắm bắt. Con số may mắn 6, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường: đỏ, cam. Quý nhân phù trợ: người tuổi Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ. Người tuổi Ngọ gặp phải cục diện tự hình ngáng trở, công việc cũng vì thế mà gặp nhiều cản trở. Bản mệnh có thể có những lời xú nịnh của kẻ tiểu nhân đi quá xa, cuối cùng lại tự hại chính mình. Trong ngày thứ tư này, tốt nhất nên hạn chế tiếp xúc với người tuổi Giáp Tý, Canh Tý sẽ có lợi hơn. Bản mệnh biết mình đang ở đâu, kể cả có gặt hái được thành công thì cũng không được phép kiêu căng ngạo mạn. Chính sự kiêu căng ngạo mạn có thể đẩy bạn vào nguy hiểm lúc nào không hay. Cũng may hôm nay chính tài nhập cục vẫn bảo đảm cho con giáp này nguồn thu nhập ổn định, không suy xuyển điều gì. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, cần biết rõ mình đứng ở vị trí nào. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, chớ ảo tưởng về bản thân. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, có những chuyện không được phép nói sai. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, hãy bình tĩnh để không mắc sai lầm. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, tiền bạc dư dôi thoải mái chi tiêu. Con số may mắn 5, 9. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường: cam, hồng. Quý nhân phù trợ: người tuổi Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Lịch vạn niên tiết lộ về những điều có thể xảy ra trong vận trình hôm nay của người tuổi Mùi, khi mà quý nhân lục hợp mang đến những điều bất ngờ cho con giáp này. Đường nhân duyên hài hòa, con giáp này có thể sẽ tìm được hạnh phúc đời mình ở nơi không ngờ tới. Cứ tưởng là tự nhiên sắp đặt, nhưng tất cả là nhờ quý nhân có lòng trao cho tuổi Mùi cơ hội được yêu thương. Chính quan chỉ lối dẫn đường, giúp bản mệnh nhìn rõ hướng đi phía trước của mình, bớt được những đoạn đường vòng không cần thiết, cũng vì thế mà tiến nhanh hơn đến mục tiêu đã định. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, công việc vô cùng thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, hãy lắng nghe trái tim mình. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, nhiều vấn đề bày ra trước mắt. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, may mắn ngày càng nhiều. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, mọi chuyện phụ thuộc vào chính bạn. Con số may mắn
1, 9. Giờ tốt, 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, cam. Quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Mão, Ngọ. Tử vi tuổi Thân. Theo tử vi 2018, người tuổi Thân đang được thiên ấn trợ giúp nên công việc ngày càng thuận lợi hơn. Những rắc rối trước đó được con giáp này giải quyết nhanh chóng, trong chớp mắt. Điềm báo tử vi hôm nay, bản mệnh có thể cần phải đi lại nhiều vì yêu cầu công việc. Song hôm nay là ngày trực thành, tốt cho xuất hành nên thường sẽ không có gặp khó khăn gì, mọi chuyện đều thuận lợi. Kim hỏa xung khắc là điều khiến cho bản mệnh lo lắng nhất ngày hôm nay. Vợ chồng lục đục, tuổi Thân dù đã cố gắng hàn gắn những vết nứt của hai người, nhưng dường như bạn đang chưa đi đúng đường. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, tình cảm có phần rạn nứt. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, hãy thể hiện năng lực của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, dám nghĩ, hãy dám làm. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, đừng quá lo lắng về những chuyện chưa xảy tới. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, tình duyên không được thuận lợi. Con số may mắn 4, 8. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường trắng, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tý, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi ngày 17 tháng 10 năm 2018, người tuổi Dậu hôm nay có điềm báo thăng quan tiến chức, bản mệnh được chính ấn nâng đỡ, trao cho nhiều trọng trách, thêm nhiều công việc. Tuy nhiên không vì thế mà con giáp này bị áp lực, bản mệnh tự cân bằng rất tốt, khối lượng công việc dù lớn đến đâu mà bắt tay vào làm thì cũng hoàn thành được. Có thể sẽ có những khó khăn nhất định nhưng đều có thể vượt qua. Ngũ hành xung khắc gây ra những nỗi buồn về tình cảm với bản mệnh. Tuổi Dậu nếu mong muốn tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình thì có thể thử đi về hướng Nam, hướng của Hỷ Thần, biết đâu bất ngờ sẽ đến. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, đôi bên thiếu sự thấu hiểu. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, còn nhiều khoảng cách giữa đôi bên. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, thực sự tìm thấy cơ hội. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, hãy trân trọng những gì mình đang có. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, bạn có thể đánh mất hạnh phúc. Con số may mắn 6, 7. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường bạc, vàng. Quý nhân phù trợ người tuổi Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất, Ngọ Tuất bán hợp. Người tuổi Tuất hôm nay đi đâu cũng rạng rỡ nụ cười, nhân duyên cực tốt. Bản mệnh có thể tìm thấy hạnh phúc của đời mình một cách dễ dàng, hai người dường như đã quen từ lâu. Có điều công việc của bản mệnh hôm nay lại không được tốt lắm. Thứ tư này thiên quan nhập cục, mang tới những rắc rối trong mối quan hệ đồng nghiệp, con giáp này có thể sẽ bị hãm hại. Người tuổi Canh Tý Bính Thìn có thể sẽ là người mang tới những tin không vui cho bản mệnh. Nếu có thể, tuổi Tuất hãy hạn chế tiếp xúc với những con giáp này thì có lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hỏa, chớ nên tin người thái quá. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, cẩn thận với lời nói của mình. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, hãy chủ động tiến tới. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, đừng ở mãi một chỗ chờ đợi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, rắc rối khiến công việc ngừng trệ. Con số may mắn 4, 7. Giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc cát tường trắng, nâu. Quý nhân phù trợ người tuổi Thân, Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, tỷ kiên xuất hiện trong vận trình thứ tư này của tuổi Hợi. Bản mệnh chủ động tìm kiếm cơ hội để mở rộng không gian phát triển sự nghiệp bằng chính năng lực của mình. Con giáp này cũng sẽ phải đối mặt với những biến động trong chuyện tình cảm khi mà thủy thổ xung khắc khiến cho các cặp đôi không ngừng nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng vì những chuyện vụn vặt. Hôm nay, Hỷ Thần nằm ở hướng Nam có thể sẽ giúp ích cho con giáp này khi mà bản mệnh sắp xếp hai người một chuyến đi chơi, không cần quá cầu kỳ, chỉ cần tình cảm chân thành có thể hóa giải mọi mâu thuẫn. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, cơ hội trong tầm tay bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, không yêu quý bản thân là điều thiệt thòi. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, đừng để mình trở nên thụ động. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, có nhiều cách để bày tỏ tình cảm. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, hãy tin vào tình yêu chân thành. Con số may mắn 6, 8. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc cát tường
trắng, bạc, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.